Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa. Bình luận trên được ông Putin đưa ra tại cuộc gặp với những người đứng đầu các cơ quan thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào ngày 5 tháng 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đang xem xét các biện pháp bất đối xứng chống lại các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Vì một vài lý do, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thì chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp. Điều này không nên xem nhẹ, mà phải xử lý chuyên nghiệp. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này đã có sức công phá từ 70 đến 75 kiloton. Còn quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki chỉ có sức công phá là 20 kiloton. Mỹ và các đồng minh khẳng định rằng việc cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine không khiến họ trở nên một bên trong cuộc xung đột với Nga. Các nước này vẫn đặt ra những giới hạn nhất định để tránh xung đột leo thang vượt kiểm soát. Tuy nhiên, tháng trước, khi quân đội Nga bắt đầu mở cuộc tấn công vào Kharkov, Ukraine đã yêu cầu nới lỏng hạn chế về việc sử dụng vũ khí phương Tây. Một chiến dịch gây áp lực do Anh dẫn đầu cuối cùng đã dẫn đến việc Mỹ quyết định đáp ứng mong muốn của Kiev, mặc dù vẫn chỉ hạn chế ở khu vực của Nga gần Kharkov. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu đã chính thức phê chuẩn lệnh giải tán Hạ viện khóa 17 sau khi nhận được đề xuất từ nội các Liên hiệp dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi. Quyết định này là bước đi quan trọng mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024. Tổng thống Ấn Độ cũng đã đồng ý với đơn từ chức của Thủ tướng Modi và các thành viên Hội đồng Bộ trưởng, đồng thời yêu cầu họ tiếp tục quản lý công việc chính phủ cho đến khi một chính phủ mới được tuyên thệ. Trước đó, Liên minh Dân chủ Quốc gia Ấn Độ đã nhất trí thông qua nghị quyết bầu ông Narendra Modi làm lãnh đạo. Dự kiến ông Modi sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 vào ngày 8 tháng 6 tới. Theo kết quả chính thức từ Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, đảng BJP cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi giành được 240 ghế trong Hạ viện khóa mới. Dù dẫn đầu trong danh sách các đảng phái tham gia tranh cử, nhưng BJP không thể hoàn thành các mục tiêu đặt ra là chiếm đa số ghế tại Hạ viện. Do đó, BJP sẽ phải tìm kiếm sự hợp tác liên minh để có thể thành lập chính phủ mới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 5 tháng 6 đã khai mạc cuộc tập trận hải quân Bontov do Mỹ dẫn đầu tại cảng Klaipėda của Litva. Bontov 2024, cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay ở biển Baltic, có sự hiện diện của 12.000 binh sĩ từ 19 quốc gia thành viên NATO. Trong đó, quân đội Thụy Điển lần đầu tiên tham gia kể từ khi quốc gia Bắc Âu này tham gia Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Tổng cộng có 50 tàu chiến, 25 máy bay quân sự và 60 trực thăng tham gia cuộc tập trận Bontov 2024. Theo dự kiến, cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 6. Quân đội Israel ngày 6 tháng 6 thông báo đã không kích vào trường Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo thông báo được lực lượng phòng vệ Israel, lý do ngôi trường bị tấn công là bởi nơi đây đang chứa chấp các tay súng phong trào Hamas. Theo thông tin do phong trào Hamas công bố, đã có ít nhất 27 người thiệt mạng do vụ không kích của Israel. Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ có bao nhiêu dân thường thiệt mạng trong số đó. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm nay 6 tháng 6 cho biết 90% trẻ em ở Gaza không thể ăn đủ chất dinh dưỡng từ đủ nhóm thực phẩm để bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Năm bộ dữ liệu được thu thập từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 cho thấy cứ 10 trẻ em ở giải Gaza thì 9 em đang phải chịu cảnh nghèo đói nghiêm trọng, có nghĩa là các em đang phải sống với hai nhóm thực phẩm hoặc ít hơn mỗi ngày. UNICEF cho biết việc nhiều trẻ em bị thiếu thực phẩm cần thiết là bằng chứng về tác động khủng khiếp mà xung đột và hạn chế đang gây ra đối với các gia đình, khiến trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và đe dọa tính mạng. Cơ quan Y tế Gaza cho biết đã có 36.439 người thiệt mạng trong suốt 8 tháng giao tranh giữa Israel và Hamas, chủ yếu là dân thường. Những người dân đang cư trú tại khu vực này cũng phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, đặc biệt ở khu vực phía bắc giải Gaza, nơi nhận được rất ít viện trợ trong những tháng đầu nổ ra xung đột. Vào ngày 6 tháng 6, sắc lệnh cấm cấp quyền tị nạn
cho người di cư vào Mỹ bất hợp pháp đã bắt đầu có hiệu lực, trong bối cảnh con số này vượt 2.500 người mỗi ngày. Sắc lệnh cũng khiến những người di cư bất hợp pháp dễ dàng bị trục xuất trở lại Mexico nhằm giải quyết lo ngại của cử tri trước bầu cử tổng thống. Các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi con số giảm xuống dưới 1.500 người vượt biên trái phép mỗi ngày trong vòng 3 tuần. Dưới thời Tổng thống Biden, số người vượt biên bất hợp pháp qua đường biên giới dài hơn 3.000 km ngăn cách Mỹ với Mexico đã tăng kỷ lục với mức đỉnh điểm hàng tháng là 300.000 người, tức là 10.000 người mỗi ngày, hồi tháng 12 năm 2023. Số lượng di cư giảm đáng kể những tháng gần đây xuống còn khoảng 179.000 người hồi tháng 4. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy đây vẫn là một trong những gánh nặng bầu cử lớn nhất của ông Biden. Một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc đã xảy ra ở thành phố Pardubice, đông bắc nước này. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra khi một đoàn tàu chở khách va chạm với một đoàn tàu chở hàng. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải cứu những người bị nạn. Cơ quan chức năng cho biết có khoảng 300 người trên chiếc tàu chở hàng ở thời điểm xảy ra tai nạn. Nguyên nhân dẫn đến sự cố va chạm trên đang được điều tra làm rõ. Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo công đảng đối lập Keir Starmer đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình khi chiến dịch tranh cử tại Anh sắp kết thúc tuần thứ hai. Cuộc tranh luận diễn ra tại Manchester và được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình ITV. Trong cuộc đối đầu kéo dài khoảng 1 giờ này, hai nhà lãnh đạo đã tập trung tranh luận về vấn đề nhập cư, thuế, chi phí sinh hoạt, dịch vụ y tế quốc gia, cũng như là các vấn đề an ninh, môi trường. Thủ tướng Sunak muốn tận dụng cuộc tranh luận để thay đổi cục diện của chiến dịch tranh cử, khi đảng bảo thủ của ông đang bị công đảng dẫn trước tới hơn 20 điểm, theo cuộc thăm dò mới nhất do hãng Surveyson của Anh thực hiện. Công đảng sẽ giành số ghế kỷ lục là 487 ghế so với chỉ 71 ghế của đảng bảo thủ. Chúng tôi cam kết giảm thuế, bảo vệ lương hưu của cử tri và giảm nhập cư. Về vấn đề nhập cư, tôi tuyên bố Anh có thể rút khỏi Công ước Nhân quyền châu Âu nếu kế hoạch gửi người tị nạn đến Rwanda của chính phủ bị cản trở. Về khí hậu, tôi đã đưa ra những quyết định táo bạo để nước Anh vẫn đáp ứng các nghĩa vụ của mình, đồng thời bảo vệ ngân sách của các gia đình gặp khó khăn. Tôi sẽ chấm dứt sự hỗn loạn và chia rẽ trong 14 năm qua và mang lại sự thay đổi cho đất nước, giải quyết tình trạng đình công của nhân viên y tế, tuyển dụng giáo viên để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành giáo dục, tăng một số loại thuế cụ thể như là thuế với trường tư thục cũng như bỏ cơ chế thuế không cư trú. Theo cuộc thăm dò nhanh của YouGov, sau cuộc tranh luận, ông Sunak đã giành kết quả tốt trong cuộc đối đầu với tỷ lệ sít sao là 51% và 49%. So với 49%, một thành công với đảng bảo thủ đang ở thế yếu. Tuy nhiên, ông Starmer được khán giả cho là đáng tin cậy hơn với tỷ lệ là 49 và 39% và được ưa thích hơn là 50% và 34%. Mặc dù ông Sunak được đánh giá cao hơn với vai trò là thủ tướng, 43% và 40%. Ngoài cuộc tranh luận ngày 4 tháng 6, ông Starmer cho đến nay chỉ đồng ý tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp khác với ông Sunak vào ngày 26 tháng 6 tại Nottingham, được truyền hình trực tiếp trên kênh BBC, trong khi Thủ tướng Sunak muốn có ít nhất là 6 cuộc đối đầu với nhà lãnh đạo công đảng trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 4 tới.